Hiện tại mình đang có mặt ở Đồng Mô. Hôm nay thì có rất nhiều chiếc xe motorhome. Thì mọi người cũng thấy là kể cả xe bán tải cắm trại ở đằng kia thì cũng rất là nhiều. Hồ Đồng Mô này có rất nhiều, đặc biệt là những cái chiếc xe gác đằng kia cũng có chiếc xe gác motorhome kìa. Mọi người cũng có thể thấy được. Hôm nay thì là một ngày hội phê phượt đồng hành cùng gác tổ chức để tất cả mọi người có thể vui chơi ở tại địa điểm là Hồ Đồng Mô. Đấy, thì video này mình sẽ giới thiệu đến mọi người chi tiết một chiếc xe gác làm motorhome thì đã hoàn thiện. Thì mọi người thấy ở đây nguyên là cái phần mà logo hay là đằng trước này đều là được làm lại và sơn lại mọi người nhé. Ở đây vẫn có các cái phần tản nhiệt đảm bảo cho phần khoang động cơ này không bị nóng, vẫn đảm bảo mà thậm chí còn lấy gió tốt hơn zin. Mọi người yên tâm là cái phần này làm lại rồi. Đây phần này là tất cả cái màu xe này cũng là sơn lại mọi người nhé. Màu xe này cũng là sơn lại, các cái thiết kế này cũng là thiết kế. Phần cảng ở đằng trước này thì cảng này là cảng làm bằng sắt, thổi rất là to nên là đảm bảo chắc chắn cho mọi người. Mục đích làm cái cảng này ấy, không phải là để cho đảm bảo cái khối động cơ đằng trong đâu, mà là làm cảng này mọi người có thể là cứu hộ và mọi người có thể mang cái tời điện đấy. Mọi người có thể cứu hộ được khi mà mọi người đi vào rừng hay là nơi nào đấy mà mọi người bị sa lầy đúng không ạ, thì mọi người có thể mắc cái tời điện vào gốc cây hay ở cái xe đằng trước hay vật nào đó thì mọi người có thể kéo được tự cứu lấy mình thôi khi mà mọi người ở trong rừng đúng không ạ. Đây thì video này là mình giới thiệu cho mọi người chiếc xe thì nó là đầy đủ, mà dần dần càng về sau ấy thì càng cải tiến thêm nhiều cái tính năng hơn, thì mọi người cùng với mình khám phá xem cái chiếc xe này nó có thêm những cái tính năng gì nổi trội hơn hay là có đúng với sở thích hay là nhu cầu mọi người hay không. Thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với mình để mình có thể tư vấn cho mọi người là làm chiếc xe nào hợp lý và đúng với nhu cầu mọi người. Thì khi mà làm một chiếc xe cho mọi người thì mình đều có nên bản vẽ 3D. Đấy, mọi người có thể xem được trước khi chiếc xe mình chuẩn bị làm nó như nào, mọi người có thể hình dung được hết. Chứ không phải là mọi người chỉ cần nói mô tả thì đến lúc làm nên nó không đúng đúng không ạ. Mình sẽ nên phối màu đúng cái gam mà mọi người yêu thích. Đấy, thì trước mặt mọi người đây, đây vẫn là một cái phiên bản có tăng bản. Đấy, thì đương nhiên rồi, xe mà để các bạn đi du lịch ý, hay đi phượt ý, phải có một cái tăng bản ở đây để mọi người có thể là ăn uống hay là nấu nướng ngoài trời. Còn những hôm trời mưa đúng không ạ, mọi người vẫn có thể ra ngoài mọi người nấu nướng ở đây. Đấy, thì tại sao tôi bảo là có thể nấu nướng ngoài trời khi trời mưa? Đấy, thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người phiên bản này nó hơn những phiên bản khác là ở đây có thêm cái bếp ga mọi người nhé. Đây mình sẽ kéo trực tiếp cái bếp ga này cho ra cho mọi người xem. Đấy, đây là phần bếp ga mình rút lần nữa. Đây nó có thể là cái lavabo, mọi người có thể rửa rau ở đây, giống cái chậu rửa bát mọi người ở nhà thôi. Đây, nước này mình xả rất là mạnh, mọi người có thể rửa rau ở đây và cái đồ vệ sinh ở đây, thức ăn ở đây đều được. Cái bếp ga này thì mình còn có thêm một cái hệ thống chống ở đằng dưới này mọi người nhé, để cho các bạn có đặt bếp nấu nướng nhiều. Đây, đây là có thể thấy được những cái nồi to này và nồi nhỏ tùy mọi người thôi, để có thể nấu nướng được các cái vật nặng thì mình có thiết kế cái chống trực tiếp ở đây nhá, để chịu được cái sức tải của cái nồi mọi người đặt lên này nó to. Bếp ga này thì là sử dụng trực tiếp cái bình ga chuyên dụng riêng cho xe mọi người đi du lịch đấy, đi phượt, chứ không phải sử dụng cái bình ga như ở nhà. Bình ga như ở nhà mọi người ấy thì là chỉ là để nguyên một chỗ đúng không ạ. Đây bình ga này thiết kế chuyên dụng, mọi người có thể đi và va chạm, nên là mọi người yên tâm về cái vấn đề thiết kế ga ở trên xe, không có gây cháy nổ gì đâu cho mọi người đâu. Khi mà mọi người sử dụng xong rồi đúng không ạ, mọi người có thể là đạp xuống đấy và nắp lại, ủn lại như bình thường thôi. Đây mình sẽ đóng trực tiếp vào cho mọi người xem. Đấy, đấy, đây thì mình sẽ khi mà sử dụng xong rồi nhá, mọi người đóng lại. Đấy, mọi người đóng lại và khóa lên như bình thường. Ở đây thì cũng là cái phần tiếp điện mọi người nhé, tiếp điện, tiếp nước. Tiếp điện, tiếp nước thì mọi người có thể thấy tiếp điện ở đây. Thì đặc biệt thì nếu mà mọi người sử dụng cái pin dung lượng cao ấy, mọi người có thể là nôi ra trực tiếp ở bên ngoài. Đấy, ở đây kéo ra từ bên ngoài tận 1 đến 2 nồi nọc, mọi người có thể ăn ở bên ngoài. Rất là đơn giản, không có vấn đề gì đúng không ạ. Kể cả mọi người đi ra ngoài, mọi người vẫn có thể ăn nẩu bình thường. Đấy, mình thấy đây là phần bên ngoài của chiếc xe. Đặc biệt thì mọi người hãy vào bên trong với mình, có thể theo dõi được những cái phần mà bên trong xe. Mình sẽ giới thiệu mọi người phiên bản này có gì đặc biệt cải tiến hay không. Thì mọi người cùng vào phần trong xe này với mình. Đây, đây đúng không ạ. Đây là, ở đây trước cửa xe cũng có cái phần cửa chống muỗi rồi.
cho mọi người khi mà vào rừng ấy, mọi người có thể kéo cái phần này ra và mọi người mở cửa sổ trời lên đúng không ạ? Kéo hết cái rèm chống mũi ra, đảm bảo lấy cái không khí ngoài trời cực kỳ là tuyệt vời rồi. Đây, mời mọi người cùng vào bên trong xe. Ở đây thì là một cái kệ để giày cho mọi người nhá. Ở đây thì mình đã thiết kế kệ để giày ở đây. Để giày dép thì mọi người nên xem, mọi người có thể cất giày dép vào đây. Đấy, và hệ thống giường thì bây giờ giường kéo ngả rồi. Đây, mình kéo trực tiếp cái giường này ra mọi người nhá. Đấy, kéo kịch. Đấy, mọi người có thể kéo kịch cái giường này ra và đặt cái tấm đệm lên đây. Đấy, tất cả phần đệm này đều là đệm chất lượng mọi người nhé. Mọi người nhìn tay mình này. Đấy, bóp rất là mềm, rất là êm. Đệm đều là đệm Hàn Quốc hết. Mình sẽ nằm trực tiếp lên trên này cho mọi người xem. Đấy, cái chiều bề ngang của chiếc gác này thì nó là 1m9 rồi, nên là mọi người có nằm ở trên này vẫn rất là thoải mái. Đây, mình vẫn còn sườn rộng rất là nhiều. Mình nằm hẳn lên trên này cho mọi người xem. Bây giờ thì hiện tại là đã cơ cấu kéo trượt rồi, không còn phải là nắp tay như trước nữa. Đấy, nên là mọi người lưu ý giúp mình nha. Nếu mà mọi người cần làm cái hệ thống như này thì mình sẽ làm theo ý thích của mọi người thôi. Và ấy vào, vậy thôi. Đấy, chỉ vài giây thôi, mọi người ấn vào là nó sẽ vào thôi. Khi mà không thì mọi người ở đây, mọi người nằm một chiếc ghế cũng được. Nếu mà cần mình có thể thiết kế dây beo, thắt dây an toàn đây cho mọi người. Và mọi người vẫn có thể là trò chuyện với những người xung quanh. Đấy, hay là người lái. Hai ghế đằng trước này đều quay 360 mọi người nhá. Quay lại đằng sau và ở đây mình có một cái bàn và một cái chân bàn mình sẽ đặt ở đây. Đấy, kể cả khi mà các bác tài đang lái đúng không ạ, cái ghế này vẫn quay ngang được. Ghế lái thì cứ quay thẳng về phía người lái thôi, không vấn đề gì cả. Còn khi không dùng nữa thì mọi người cứ đặt vào đây. Nên là ngồi đây mọi người thắt dây beo thì vẫn là đảm bảo hợp theo điều kiện pháp lý mọi người nhá. Các chị em rất là thích cái mục này, bởi vì đây là cái phần bếp núc mà mọi người hay ưu tiên sử dụng đúng không ạ. Bếp núc này thì ở đây thì cũng đặt luôn cái chiếc máy giặt ở cái hệ thống bếp rồi. Cái ngăn kéo thì vẫn là cái núm mở thông minh thôi. Này, đổ dao này, dao kéo mọi người có thể để ở đây. Đấy, đóng vào. Ở phần đây mình có để cái máy giặt ở đây mọi người nhá. Đây này, tay nắm mở, máy giặt nhỏ ở đây thôi. Máy giặt này là máy giặt chuyên dụng cho xe mọi người có thể đi du lịch. Đấy, máy giặt chuyên dụng cho xe RV. Nhưng mà giặt nên này nó rất là, nhưng nó chỉ được ít thôi, chứ nó không được nhiều đâu. Chỉ được khoảng 2 đến 3 bộ quần áo thôi, không được nhiều đâu mọi người nhá. Mọi người lưu ý giúp mình. Đây là tủ lạnh Anticool nhá. Tủ lạnh cũng là chuyên dụng cho xe campaign luôn. Đây, ở đây có tăng giảm nhiệt độ này. Đây là tủ lạnh Anticool. Đấy, mọi người thấy đây, Anticool, có chữ Anticool nhá. Mọi người về nên cái phần hệ thống bên trên này là phần bếp mọi người nhá. Đây, được trang bị là cả bếp từ này. Mọi người mà khi mà hết ga mọi người có thể sử dụng trực tiếp bếp điện này. Đấy, khi hết ga mọi người sử dụng điện mọi người nhá. Và khi mà còn ga mọi người vẫn bật ở đây như bình thường. Đây là sử dụng bếp ga để cho phần tiết kiệm điện cho mọi người, giảm thiểu cái điện năng. Ở đây có trang bị cả hút mùi luôn, nên mọi người yên tâm khi mà nấu nướng ở đây có hút mùi, hoạt động công suất cao, hút trực tiếp cái mùi từ cái bếp bốc lên cho mọi người nhá, hút trực tiếp lên. Đây, ở trên này cũng là cái phần để đồ gia dụng cho mọi người. Đấy, tất cả núm này là núm thông minh rồi. Ở đây cũng có cái ổ điện này để mọi người có thể cắm cơm, đặt xong cơm ở đây mọi người nhá. Ổ điện cắm cơm, đặt xong cơm ở đây. Ở cái phiên bản này ý, có một điều là mình chưa ưng ý, bởi vì là cái phần cửa nhà tắm, chỉ là cái phần cửa nhà tắm này thôi. Đấy, mình thì mình thích cái rèm vải chống nước, thoáng nước hơn, rèm Hàn Quốc ấy. Thì khi mọi người kéo ra như kiểu rèm chống muỗi ấy, đây, thì giống như cái rèm chống muỗi này. Đây là cửa sổ trời đúng không ạ? Đây là cửa sổ trời, mọi người có thể lấy khí trời bằng việc là mọi người kéo cái rèm chống muỗi này ra. Đấy, sử dụng toàn bộ cái hệ thống rèm chống muỗi mọi người ạ. Đây, rèm chống muỗi này. Đấy, mình nói là muốn là làm cái hệ thống cửa là bằng phần rèm vải chống nước như thế này, giống như cái chiếc xe trước mình hay giới thiệu cho mọi người là như thế nào. Đây, thì đây là hệ thống đèn này, đèn của cửa sổ trời. Đấy, mọi người có thể mở lên. Ở đây là gì? Ở đây là cái hệ thống tất cả cái bảng điều khiển và có thể xem được cái thông số pin hay là thông số nước mọi người nhá. Đấy, thì mình đây cho mọi người có thể xem là cái điện này vẫn còn đầy đúng không ạ? Cái mực điện ở đây vẫn còn đầy. À, đặc biệt ở trên xe này còn hệ thống này cũng rất là hay. Ống có bốt đúng không ạ? Có thể sử dụng là Bluetooth này. Đấy, hệ thống Bluetooth và những khách hàng nào yêu thích mà loa ở trên xe thì có thể ưu tiên của sản phẩm này. Mình vừa giới thiệu
Thì mình giới thiệu mọi người đây là bộ điều khiển trung tâm đúng không ạ? Ở đây là hệ thống loa của Bose đúng không ạ? Đây là một cái giải loa của Sony thì có thể kết hợp với được với cái hệ thống loa của Bose để tạo ra cho mọi người những cái bản nhạc thư giãn nhất và đúng theo ý nhu cầu mọi người. Đấy, thì mình giới thiệu mọi người là cái phần cửa này mình thật sự là mình không ưng ý lắm, bởi vì sao? Cái cửa này khi mà mở ra mọi người thấy không? Rất là vướng, vướng lắm. Mình chỉ muốn là sử dụng cái rèm vải kéo ra như là giống cái rèm vải mình hay giới thiệu mọi người thôi. Đây, thì mình sẽ vào nhà vệ sinh này cho mọi người xem nhé. Thì ở trong này, cái ngay cái lavabo rửa mọi khi của mọi người ấy, ở đây cũng còn lavabo gập rồi. Đấy, ở đây là lavabo gập rồi mọi người nhé. Có thể kéo ra này, mọi người sử dụng là nước nóng, nước lạnh này. Đấy, kéo ra là vòi tắm cũng được. Nhưng mà chiếc xe này thì không, chiếc xe này trang bị rất là nhiều cái hệ thống sen vòi rồi, mọi người thấy đây. Ở đây cũng là hệ thống sen mọi người nhá. Ở đây cũng là hệ thống sen. Đấy, vẫn sử dụng ở đây, các cái núm ở đây này, nhưng mà tôi không vặn đâu. Vặn giờ chỉ có ướt hết thôi. Ở đây là có trang bị luôn cả sen trần rồi mọi người ạ. Trang bị sen trần. Và đặc biệt mọi người nhìn thấy cái tông này không? Tôi rất là ưng cái tông màu này. Đấy, tôi rất là ưng cái tông màu này. Thì mọi người thấy đây. Ở đây view thoáng nhìn ra được, nhưng mà dán kính rồi, chỉ có thể nhìn ra ngoài mà bên ngoài không nhìn được vào trong đâu. Đấy, mọi người thấy ở đây mình có thể tắm được cái sen trần này rất là tốt. Và bên trong này cũng có trang bị cái hệ thống để rồi, như các cái đồ vệ sinh ở trong này để hết. Quạt hút mùi thì mình sẽ đặt ở rìa này mọi người nhé, đặt ở rìa này. Đấy, ở hệ thống này thì cũng được trang bị là vòi xịt rửa này. Vòi xịt rửa khi mọi người không dùng mọi người có thể khóa lại. Mình không ưng cái lavabo, mình không ưng cái bẹt này đâu. Bẹt này ấy, thì là khi ngồi vào đây rất là vướng, mọi người thấy sát rồi. Mình không ưng cái bẹt này tí nào cả. Đây này, khi mà chân ngồi vào đây rất là vướng. Đấy, thì mình thì luôn hướng khách của mình là sử dụng cái bẹt dơ phóc. Bẹt dơ phóc là nó quay ngang như này, mọi người có thể ngồi được trực tiếp đây là rất là thoải mái đúng không ạ? Ngồi trực tiếp ở cái bẹt dơ phóc này thì thoải mái hơn là cái bẹt góc kiểu này. Mình không khuyến khích khách hàng của mình lựa chọn cái bẹt này nhá. Đấy, nhưng mà có cái ưu điểm thì là cái bệt dơ phóc sẽ thoải mái hơn. Đấy, nhưng mà nó sẽ là chi phí sẽ tốn kém hơn mọi người nhá. Chi phí tốn kém hơn. Đấy, chênh nhau rất là nhiều. Mọi người lưu ý giúp mình. Đấy thì cái tông màu và gương của cái phần gương trong nhà vệ sinh này mình rất là ưng nhá. Mình nói rồi, mình rất là ưng cái tông màu này và cái hệ thống sen vòi này. Nhưng mà sen vòi này cả phiên bản sau mình sẽ làm âm trên trần luôn, không có nhô ra như này đâu mọi người thấy đây. Đấy vẫn nhô ra hơn phân, nhưng ở phiên bản sau mình sẽ làm âm trực tiếp lên luôn. Đấy. Đấy là về cái vấn đề yếu tố kỹ thuật mà mình sẽ làm như vậy. Phiên bản này đặc biệt hơn có cái vấn đề gì thì đây, mình sẽ vào mình giới thiệu cho mọi người. Đấy, trái tim rất là đẹp đúng không ạ? Phần tất cả phần nệm này mọi người nhé, trông bên ngoài thì là lụa thôi, nhưng mà cái nệm này nệm Hàn Quốc, nó còn êm hơn kim đan mọi người ạ. Êm hơn kim đan, ở dưới vẫn là lụa thoáng khí. Đây, đây là hệ thống bàn làm việc. Đấy, mọi người có thể xoay ghép linh động. Đấy, hệ thống bàn làm việc mọi người nhá. Mọi người có thể ghép rất là linh động. Ở đằng dưới này là, ở phần dưới mình đặt các hộp kỹ thuật điện bên dưới cái phần giường này. Khi mà mọi người không nằm ấy, mọi người có thể tháo cái tấm này ra nhá. Đấy, khi mọi người không nằm, mọi người tháo trực tiếp cái tấm bàn này ra. Mọi người đặt xuống đây. Thì ở phần đằng dưới sẽ là một cái giường mà người lớn ngủ rất là thoải mái. Bởi cái chiều này nó rộng tận 1m9 cơ mà. Nên là mọi người ngồi có thể rất thấy rất là thoải mái đúng không ạ? Thế là mọi người ngồi làm việc hay là chill ở đây, mọi người có thể quay cái bàn này đi mọi hướng. Đấy, rất là đơn giản thôi. Hệ thống đèn trần ở dưới này vẫn là đảm bảo khi mọi người ngủ đúng không ạ? Còn lái xe cần không gian riêng tư ấy, mọi người có thể kéo trực tiếp ra đây. Kín luôn đúng không ạ? Đấy, đấy là mọi người cần không gian riêng tư là cả hai giường ngủ kín luôn. Đằng trước ấy có cái giường nhỏ ấy, tài xế có thể ngủ trực tiếp ở đằng trước. Đấy, nên là mọi người yên tâm như vậy nhá. Đây, phần mình giới thiệu mọi người nó đặc biệt ở đây này. Đúng ạ, giường điện. Đấy, mình cũng có hứa mọi người rất là nhiều rồi. Phần giường điện ở đằng dưới vẫn có thể ngủ rất là rộng và thoải mái mọi người nhá, không bị đụng đầu đâu. Đây, mình sẽ lên cái phần bên trên cái giường điện cho mọi người xem, để đảm bảo là cái độ chắc. Đây, mình lên trực tiếp đây cho mọi người xem. Đấy đúng ạ, nên đây vẫn nằm bình thường, không cụng đầu đâu. Đặc biệt nằm ngủ ở đây ấy, thì mọi người có thể nằm được bình thường nhá. Đấy, mọi người thấy không? Nằm ngủ bình thường. Kể đây, mình kéo cái này ra, rèm chống mũi này ra cho mọi người xem. Đấy, mọi người thấy đây, mình nằm ở trên này nhá. Cái hệ thống rèm chống mũi này mình vẫn nằm trên này bình thường, rất là rộng, trên này nằm được 2 người nữa.
hai người lớn, cực kỳ thoải mái. Và cái hệ thống nâng hạ này có thể chịu được lên tới 500 cân. Hệ thống chịu được 500 cân nên là mọi người yên tâm, không sợ là nó nặng hay quá tải đâu. Đảm bảo cho mọi người có thể chịu được tải, nên mọi người yên tâm. Hệ thống đệm này đều đệm Hàn Quốc hết. Đây, đệm này đều đệm Hàn Quốc nhá. Khi mọi người cần cái yếu tố riêng tư, ở trước có tài xế đây, đóng cửa vào nhá. Bye bye. Đóng cửa vào đây thì mọi người làm gì cũng không ai biết đâu. Mọi người đóng lại, làm gì cũng không ai biết đâu. Đấy, thì mình giới thiệu mọi người. Đương nhiên là hạn chế chiều cao một chút, nhưng mà có thể ngủ được 4 đến 5 người, vẫn là thoải mái. Xong mọi người có thể nâng cái phần này lên mình như bình thường. Mọi người thấy không? Mọi người tưởng ở trên trần, không phải, ở trên là có cả trần đấy. Và đằng dưới này cũng là một cái giường, vẫn là đủ đèn cả hai trần. Đằng trên vẫn có cái hệ thống cắm sạc ổ sạc này. Đấy, ở xung quanh này vẫn có hệ thống cắm sạc ổ sạc. Đây, thì mọi người thấy không? Mọi người có thể bày biện ở đây theo cái nhu cầu và sở thích của mình. Thế để mà nói tiện ích ý, thì những cái chiếc xe như thế này thì mình sẽ làm theo cái nhu cầu của mọi người. Rất nhiều người đã liên hệ với mình cần mình hỗ trợ là những cái chiếc xe ưng ý. Mình hiện tại ở dưới xưởng mình ấy cũng đang làm rất nhiều xe. Đấy, nên là khách hàng nào mà yêu quý cần làm xe thì cứ liên hệ trực tiếp đến số điện thoại ở phía bên dưới. Mình có sẽ hỗ trợ mọi người thiết kế, tư vấn cho mọi người những cái chiếc xe ưng ý nhất. Thì đương nhiên rồi, giá thành sẽ tùy thuộc vào cái những chiếc xe mọi người lựa chọn ra làm sao, cấu hình như nào, thì sẽ vào từng phụ thuộc vào giá thành mọi người thôi. Đấy, chỉ cần mọi người có sở thích, cứ đưa ý tưởng ra với mình sẽ thiết kế cho mọi người một chiếc xe. Mình khẳng định mọi người đặc biệt hoàn hảo, thì yếu tố đó mình khẳng định mình sẽ làm được cho mọi người. Nên là mọi người cứ yên tâm về cái vấn đề kỹ thuật và thi công bên mình. Mình thi công trực tiếp ở Hà Nội nhưng mà mình có giao xe toàn quốc. Trong cái dịp gần Tết rồi thì cũng có rất nhiều xe mình chuẩn bị giao ở trong Hồ Chí Minh. Các anh chị ở trong Hồ Chí Minh yêu quý mình và ra ngoài mình làm xe rất là nhiều. Đấy, nên là mọi người cần băn khoăn hay là khúc mắc vấn đề gì cứ liên hệ trực tiếp xuống bên dưới, thì mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho mọi người những cái chiếc xe thì làm sao mà ưng ý nhất để mọi người có thể làm được một chiếc motorhome, là làm sao mà có thể vận hành được trên đường, đi được vào rừng. Đấy, là làm sao vẫn đảm bảo được cái yếu tố thứ nhất là an toàn này. Đấy, thứ hai là vẫn là đảm bảo cái yếu tố pháp lý cho mọi người, thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp cho mình. Mình sẽ tư vấn giải đáp hết cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của mình. Quý mình hãy đăng ký trực tiếp cái kênh YouTube này của mình để mình ra được nhiều những cái chiếc xe mobihome hơn và làm chiếc mobihome ấy. Tại thời điểm hiện tại ấy, thì mọi người cũng thấy rồi, duy nhất chỉ có gác là mobihome là hợp lý mọi người nhé. Mọi người thấy không, mình quay video dưới giường 10 xe làm thì tận 7 đến 8 xe làm trên chiếc gác rồi. Còn những khách hàng ấy mà có xe được trước rồi ấy, thì mọi người mới tận dụng mọi người làm xe cũ thôi. Đấy, thì mình vẫn hỗ trợ mọi người làm từ xe cũ lên. Mọi người nhớ đăng ký kênh YouTube này của mình, và cần hỗ trợ cứ gọi xuống số điện thoại phía dưới nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của mình. Thì mình sẽ cố gắng hoàn thiện trong thời gian sắp tới sẽ ra nhiều cái video motorhome chất lượng hơn. Bởi vì dưới xưởng mình ấy, hiện tại là đang làm rất nhiều xe rồi. Thì mọi người nhớ là theo dõi video này của mình để có thể là làm nên chiếc xe ưng ý nhất mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video khác. Xin chào và hẹn gặp lại.